mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, căng thẳng Pháp-Thổ Nhĩ Kỳ phải chăng thêm một dấu hiệu cho thấy khối NATO đang trong tình trạng chết não? Địa Trung Hải đang trở thành một điểm nóng, nguy cơ đụng độ trên biển giữa các thành viên trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương ngày càng lớn. NATO kín đáo ngoảnh mặt, nhìn đi nơi khác. Một nhà ngoại giao châu Âu đã chỉ trích NATO bất lực trước áp lực và tham vọng của Ankara. NATO đang đau đầu vì một thành viên chủ chốt nhưng đầy tham vọng là Thổ Nhĩ Kỳ. Sự cố gần đây nhất đã xảy ra hôm 10 tháng 6 khi hộ tống hạm của Pháp bị một chiến hạm của Thổ Nhĩ Kỳ dùng radar hướng dẫn bắn chiếu rọi trong lúc tham gia chiến dịch Sea Guardian ở Địa Trung Hải ngoài khơi Libya. Paris xem đây là một sự cố vô cùng nghiêm trọng. Tàu Pháp khi đó có nhiệm vụ giám sát lệnh cấm vận vũ khí cho Libya. Thổ Nhĩ Kỳ bị tình nghi là nguồn cung cấp vũ khí cho chính quyền ở Tripoli. Hậu quả kèm theo là Paris đã quyết định tạm ngưng tham gia vào chiến dịch giám sát biển nói trên, cho tới khi nào mà Liên minh Bắc Đại Tây Dương làm sáng tỏ về lập trường của Ankara trên hồ sơ Libya. Pháp không phải là thành viên duy nhất hụt hẫng Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà báo Christian Chenot trên tờ Le Figaro thậm chí còn nói đến một sự gần như là đối đầu giữa Ankara với chính quyền Athens. Còn với Roma thì căng thẳng đã tăng thêm một cấp kể từ khi mà Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp vào Libya với những dụng ý khai thác tài nguyên của vùng lãnh thổ này mà tới nay Ý vẫn xem là sân sau của các tập đoàn dầu khí quốc gia. Một trong những động lực thúc đẩy Ankara can thiệp vào Libya là các nguồn tài nguyên phong phú và nhất là những mỏ khí đốt còn trinh nguyên tại quốc gia này. Bên cạnh đó là tham vọng mở rộng ảnh hưởng chính trị của Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực như thời đế chế Ottoman hồi thế kỷ thứ 19. Có ít nhất 3 cái gai trong quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với phần còn lại của Liên minh Bắc Đại Tây Dương, đó là quyết định can thiệp vào Syria cũng như là vào Libya, là việc Ankara mua tên lửa S-400 của Nga, một thành viên mà NATO xem là kẻ thù. Sau cùng với nhiều nước châu Âu trong liên minh thì điểm nhất hiện tại vẫn là vấn đề người nhập cư. Thổ Nhĩ Kỳ là cửa ngõ cho các làn sóng di dân từ Trung Đông hay châu Phi vào Liên Âu. Câu hỏi đặt ra là tại sao NATO vẫn phải nương nhẹ Ankara? Câu trả lời đơn giản nhất là Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương chưa tìm ra được một đối tác nào khác để thay thế Thổ Nhĩ Kỳ. Chẳng vậy mà đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Paris Ismail Haki Musa trong buổi điều trần trước Thượng viện Pháp cách nay 2 ngày đã quả quyết là không có Thổ Nhĩ Kỳ thì không còn NATO, liên minh sẽ không biết phải làm sao để giải quyết những vấn đề liên quan đến Iran, Iraq, Syria, đến vùng Nam Địa Trung Hải và cả Caucasus cũng như Libya và Ai Cập. Yếu tố thứ nhì khiến NATO lúng túng là 29 trong số 30 thành viên khối này đang chờ đợi xem thái độ của Mỹ, ông anh cả của Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Mà hiện thời thì chính quyền Washington đang bị chi phối vì bầu cử Tổng thống tháng 11 tới đây và đại dịch COVID-19 vẫn còn dồn dập tấn công nước Mỹ. Thêm một mối chia rẽ khác trong nội bộ NATO được thể hiện rõ qua thế thân cô thế cô của Pháp trong cuộc đọ sức với Thổ Nhĩ Kỳ lần này. Vào lúc Paris lên án, Ankara đã có hành vi vô cùng nguy hiểm, chiếu radar dẫn bắn vào tàu của đồng minh, thì chỉ có 8 thành viên trong NATO đã đứng về phía Pháp. Michel Duclos, Viện Nghiên cứu Montaigne ở Paris cho rằng thái độ rụt rè đó thể hiện sự thụ động của NATO, đồng thời tính thuyết phục khá thấp của Pháp. Berlin chẳng hạn, khó có thể cứng giọng với Ankara khi có tới 3 triệu người Thổ Nhĩ Kỳ đang sinh sống trên lãnh thổ của Đức. Nhìn đến các đồng minh châu Âu thì ở Đông Âu đa số do quá sợ hãi về nước Nga vẫn phải bám víu vào NATO bằng mọi giá nên chẳng mấy ai dám mạnh mẽ đứng về phía Paris. Điện Élysée đã yêu cầu các đối tác trong Liên Âu mà nhiều thành viên cũng là những cột trụ của NATO cùng có một tiếng nói đối với Thổ Nhĩ Kỳ tránh để bị Ankara chọc gậy bánh xe. Không chắc Tổng thống Macron gặt hái được những kết quả mong muốn. Thế nhưng ít ra thì việc Paris gia tăng áp lực với NATO và Liên Âu bắt buộc liên minh phải tự hỏi về những nước cờ của Thổ Nhĩ Kỳ có làm phương hại đến an ninh chung của toàn khối hay không. NATO có thể giải quyết được những xung đột mà không cần đến Ankara hay chăng? Đó là hai câu hỏi mang tính sống còn với Liên minh Bắc Đại Tây Dương.